thử thách chơi chữ cho môn toán. Con công và dấu cộng. Công cộng. Lá bài và dấu trừ. Bài trừ. Dấu nhân và quả táo. Nhân quả. Chim sẻ và dấu chia. Sẻ chia. Bài học rút ra là phải biết giữ gìn công cộng, bài trừ tệ nạn, hướng đến nhân quả và sẻ chia yêu thương. Thử thách chơi chữ cho môn toán. Đài hoa mà cộng cho đài hoa thì bằng tổng đài. Quả táo mà trừ đi cho quả táo thì bằng hiệu quả. Chu bin mà nhân cho chu bin thì bằng phân tích. Con công mà chia cho con công thì bằng công thương. Vậy đối mọi người, công thức này thì bằng gì? Thử thách chơi chữ cho môn toán. Canh cước. Canh cước. Thuộc bài. Thuộc bài. Mũ lưỡi trai. Mũ lưỡi trai. Vậy đó mọi người, cái này cộng với cái này là từ gì? Ủa? Gì vậy? Thử thách chơi chữ cho môn toán. Ai mua kính không? Bán kính. Cái gì vậy bà nội? Đường kính. Yamete kudasai. Hình chữ nhật. Thang và kinh. Hình thang kinh. Đố mọi người, cái này và cái này là hình gì?